AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, hello. Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ra mắt phiên bản alpha test tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Tân Kỷ Nguyên của nhà hàng Gamet. Con game này thì hiện tại nó đang alpha test trên nền tảng Android. Và nếu bạn nào không có máy Android thì có thể chơi bằng... không có máy Android đúng không? Thì anh em có thể chơi bằng giả lập nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Tân Kỷ Nguyên của nhà hàng Gamet. Đấy, ở đây thì mình đã tải sẵn game và cũng như đăng nhập rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vào game thôi. Con game này nó sẽ xây dựng dựa trên một cái đề tài huyền huyễn hay còn gọi là fantasy. Game có bối cảnh giả tưởng. Đấy, các bạn để ban đầu thì anh em sẽ tạo nhân vật nhé, các bạn sẽ chỉ có tùy chỉnh nhân vật nam hoặc nữ thôi, tức là nó sẽ không phân chia ra nhiều nhân vật khác nhau để anh em lựa chọn. Rồi chúng ta có thể... với con game này thì anh em có thể gọi là chúng ta sẽ có một con game đồ họa 3D nhá. Đồ họa 3D luôn, game màn hình dọc. Các bạn thấy là con game Tân Kỷ Nguyên này thì làm game màn hình dọc nhưng mà có đồ họa 3D. Và đây anh em này tùy chỉnh về kiểu mặt này các kiểu. Cái phần tùy chỉnh này cũng khá là hay. Không nhiều game màn hình dọc cho phép anh em tùy chỉnh như thế đâu. Đấy, các bạn này chọn kiểu tóc, màu tóc, rồi các cái vết xăm các thứ trên mặt. Đấy, khá là hay nhỉ. Rồi. Ok thì rồi, mình sẽ lấy cái này đi. Rồi ok, để mình sẽ đặt tên Sói Bạc. Và vào game. Đấy, đây là một con game nhập vai rảnh tay nhá. Và nó sẽ thiên về yếu tố kề quốc với sự hỗ trợ của auto. Đó các bạn thấy. Cái điểm ấn tượng nhất của cái con Tân Kỷ Nguyên này đó chính là cái phần đồ họa. Game sở hữu một cái đồ họa 3D. Ở đây sorry anh em là do mình đang chơi bằng giả lập ấy, nên là đây này, cái phần setting ấy nó sẽ chỉ cho lên là để cái đồ họa gọi là thấp nhất thôi. Trung bình thôi, không để lên cao được. Đấy, tức là chơi bằng giả lập thì anh em sẽ không để được max setting. Các bạn nếu muốn để mắt setting của con game này thì nó rất là đẹp nhá, thì các bạn sẽ phải chuyển đổi sang các thiết bị điện thoại có cấu hình tầm trung đổ lên thì ok. Đấy, nó giả lập thì nó bị giới hạn cái phần đồ họa này. Nhưng mà dù là một cái đồ họa tầm trung thôi nhưng mà mình thực sự là mình rất khá là ấn tượng với đồ họa của cái con game Tân Kỷ Nguyên này đấy. Khá là ok nhỉ. Đây các bạn nhìn là game màn hình dọc nhưng mà cái bối cảnh game nó thiết kế khá là rộng. Rồi các cái phần thiết kế nhân vật rất là chi tiết này, các mô hình nhân vật thiết kế chi tiết. Các cái hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp. Đây chưa phải là đồ họa cao nhất nhé. Nhắc lại một lần nữa, Sói Bạc nhắc lại một lần nữa, đây chưa phải đồ họa cao nhất. Nhưng mà túm lại mình thấy là cái con Tân Kỷ Nguyên Gamet này rất là ấn tượng. Hiện tại thì game đang rất là đông người chơi anh em ạ. Cũng đúng thôi. Một cái đề tài mới lạ này, dành cho những bạn nào chán với thể loại kiếm hiệp tiên hiệp quá nhiều rồi. Và một cái đồ họa full 3D chơi theo kiểu màn hình dọc là những cái điểm nhấn lớn nhất của con game Tân Kỷ Nguyên này. Còn về mặt lối chơi như mình đã nói thì đây là một con game nhập vai rảnh tay. Nó sẽ không đòi hỏi người chơi phải thao tác quá nhiều, tất cả mọi thứ đã có auto rồi. Với kiểu màn hình dọc này anh em hoàn toàn có thể cầm một tay chơi rất là thoải mái. Các tính năng giao diện được tối ưu hết cho màn hình dọc. Các bạn thấy là nó nhìn nó rất là gọn. Tất cả toàn bộ các tính năng nó sẽ vứt ở phía góc dưới này. Đó. Và chủ yếu là anh em sẽ dùng cái thời gian các bạn chơi game để nâng cấp nhân vật. Còn lại thì cày cuốc các thứ là treo máy rồi. Đấy, với con game này thì anh em sẽ có hàng loạt con boss rất là nhiều. Đây mới chỉ là boss thế giới nhá, sau này còn mở thêm nhiều tính năng nữa để các bạn kiếm đồ, săn đồ cả ngày luôn, đánh săn boss 24/7 luôn đấy. 24/24. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ nhá. Game lên cấp cũng khá là nhanh, bây giờ đã cấp 22 rồi anh em này. Lên cấp nhanh phết, phải đùa đâu. Đấy, các bạn thấy là thấy robot này. Con game này như mình đã nói nó mang cái nó khai thác một cái đề tài giả tưởng fantasy. Đấy. Rồi các bạn đừng quên hãy nâng cấp, ví dụ như mình nâng cấp cái thú cưỡi đây, thú cưỡi của mình là một cái xe máy. Wow, chiến đấu ấy. Phê nhỉ. Mọi thứ mình thấy là rất là ổn áp ở cái con game Tân Kỷ Nguyên Gamet này nhá. Rất là ổn áp đấy. Hiệu ứng đẹp, full 3D mà là game màn hình dọc nha. Đấy, game màn hình dọc thôi mà đồ họa full 3D là rất ấn tượng luôn. Mình nói thật là nếu các bạn có cơ hội trải nghiệm được cái đồ họa cao nhất của con game Tân Kỷ Nguyên này, mình các bạn sẽ thấy rất là bất ngờ. Một con game màn hình dọc nhưng mà sở hữu đồ họa full 3D rất là đẹp. Thật ra với con game này đây, nó sẽ hiện cả nút unlock để các bạn điều khiển được, nhưng mà thường anh ấy sẽ vứt auto thôi. Đấy, các tính năng nó mở nhá. Mở khóa, hiệu ứng tật hành này, rồi bảo này. Rất nhiều tính năng nó sẽ mở dần dần, các tính năng nó sẽ mở khi mà nhân vật
của các bạn đủ cấp độ. Đấy, nó sẽ mở dần dần các tính năng lên. Cứ đủ cấp thì nó sẽ mở cái tính năng đủ cấp và hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện thì nó sẽ mở các tính năng mới lên. Rồi ra lại vào sandbox này. Hệ thống boss trong game này rất là đa dạng và thiết kế rất là ngầu luôn. Đấy, mang cái yếu tố thực sự là rất là nhiều góc cạnh, nhìn nó máy móc dã man. Đẹp, nói chung là mình thấy đẹp. Đồ họa game này so với mặt bằng chung của game màn hình dọc thì mình thấy là khá là ấn tượng. Và quan trọng nhất là cái đề tài fantasy là không nhiều game khai thác đâu nhá. Các bạn như mình, anh em đã biết là ở thị trường Việt Nam hiện nay thì chủ yếu vẫn là kiếm hiệp, nhập vai kiếm hiệp, tiên hiệp thôi. Đấy. Thế nên là khi mà con game này về Việt Nam mình nghĩ là thực tế thì hiện tại là game alpha test nhưng mà hiện tại đã 2 server rồi và rất là đông luôn. Mình đang chơi server 1, đang full server, full người luôn anh em ạ. Đây chúng ta cũng có hệ thống VIP nhá. Game thì cũng có hệ thống VIP và cao nhất là VIP 12. Đấy, các bạn có thể thấy. Tất nhiên là VIP thì nó sẽ nhiều đặc quyền hơn rồi. Chúng ta có tính năng mới này, lợi khí cũng thăng cấp lợi khí. Đó, tức là rất nhiều tính năng để các bạn nâng cấp cho nhân vật. Và bắt buộc anh em phải nâng cấp nếu muốn nhân vật của mình mạnh hơn. Thì càng lên cao thì thử thách trong game nó càng khó, đặc biệt là những con boss. Boss thế giới này nó sẽ chia theo cấp của anh em. Nó rất là nhiều con boss khác nhau luôn. Và khi mà đánh boss thì anh em sẽ có khả năng nhận được đồ. Rồi 344 mở bảo bối XP. Thật sự game ấn tượng dã man luôn ý. Thề các bạn, game rất là ok về mặt đồ họa luôn. Gameplay thì mỗi người một cái cảm nhận khác nhau. Chúng ta phải chấp nhận đó là game màn hình dọc thì nó phải có full auto rồi. Các tính năng thì có thể là các tính năng này nó sẽ không khác quá nhiều so với những con game mà nhập vai màn hình dọc mà anh em đã từng chơi đâu. Vì tính năng nó cũng na ná nhau, gì là thú cưỡi, cánh, thần binh, pet, nó cứ na ná nhau rồi rèn trang bị, đúng không? Cái đây chúng ta sẽ phải chấp nhận. Nhưng mà quan trọng nhất là ít nhất là con Tân Kỷ Nguyên này nó để cho Sói Bạc một cái ấn tượng, đó là về ít nhất là về đề tài nó khai thác này, về đồ họa này, thế là ổn rồi. Còn các tính năng thì miễn sao là nó nhiều, nó đa dạng để anh em trải nghiệm là được rồi, chứ chắc chắn là nó sẽ không thể quá khác biệt về mặt tính năng so với nhiều game khác rồi. Đấy. Đây, cũng thú cưỡi này, sao có cánh cùng cái thí thì anh em cũng nâng cấp thôi. Cái đấy thì quen quá rồi nhỉ. Rồi chúng ta sẽ đi trả nhiệm vụ này. 52 chúng ta sẽ mở có cánh. Đấy, cấp 52 chúng ta sẽ có cánh. Rồi thần binh, đá khảm. Đấy, 70 thì chúng ta sẽ có khảm ngọc các thứ. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự động. Các bạn nhìn thấy ô kỹ năng không? Rất là bé luôn. Bấm sao được, đúng không? Nó hoàn toàn tự động rồi. Sao bấm, nó chỉ hiển thị cho anh em biết thôi. Sau này các bạn, à con game này alpha test nhá. Và đến ngày 23 tháng 2 thì sẽ chính thức ra mắt. Và sau này các bạn ra mắt thì các bạn phải nạp để nhận đồ. Nạp đầu sẽ nhận được vũ khí đỏ và thứ. Đến. Ui, lại boss này. Nhìn ngầu không? Ngầu dã man luôn ý. Để đùa đâu. Thăng bậc nhanh này. Đó, ôi khi bạn thăng bậc thì nó sẽ biến đổi cái thủ cửa bạn nhá. Sau này có phần ảo hóa không nhỉ? Chưa nhìn được cái phần gọi là đồ thời trang. Chắc chắn là game thì nó sẽ có tính năng thời trang các thứ rồi. À, hãy đừng quên là nâng cấp cánh nhá. Cánh thì cũng có thể nâng cấp và sau này nó biến đổi hình dáng luôn. Cánh nó đúng kiểu hiện đại máy móc này, nhìn này, xịn sò nhờ, thích lắm. Mình thích cái kiểu mấy cái game kiểu đề tài kiểu fantasy này lắm. Kiểu mình cũng chán kiểu tiên hiệp kiếm hiệp quá nhiều rồi. Nếu mà có một cái điểm mà mình nếu mà có điểm một cái điểm để gọi là chê đi, bới ra để chê cái con game Tân Kỷ Nguyên này thì mình nghĩ là cái phần hệ thống nhân vật ấy, nó không có nhiều sự lựa chọn anh em. Các bạn sẽ chỉ có một nhân vật duy nhất và các bạn chỉ có thể tùy chọn cái phần giới tính thôi. Đấy, chứ nó không chia ra kiểu là như kiểu là kiếm sĩ rồi pháp sư rồi cung thủ này nọ, đúng không? Tính ra mình nghĩ là nhiều anh em thích cái kiểu nhiều nhân vật hơn. Đấy, thì con Tân Kỷ Nguyên này nó chỉ có một nhân vật thôi. Thì đây có cường hóa trang bị thì có thể là một số anh em sẽ đòi hỏi hơn ở cái mặt đấy. Nhưng mà thôi, game nó thế rồi anh em phải chấp nhận nhá. Đấy, các bạn phần nâng cấp đây, các hoạt động hàng ngày này các bạn thấy không, rất là nhiều auto boss thế giới, phó bản, exp, đấu trường,
Bossy Tích, Tháp Midnight, Nhiệm vụ bang, đầy đủ các tính năng không khác gì những con game nhập ba màn hình ngang luôn. Dạo này như mình đã nói thì dạo này thời gian khoảng 2 năm đổ lại đây thì những game game màn hình dọc rất là hot luôn, bởi vì nó tiện chơi, cầm một tay chơi rất thoải mái luôn. Đằng nào cũng auto đúng không? Game kể ngang hay dọc thì cũng auto đúng không? Thì để màn hình dọc như em chơi, thứ nhất là nó sẽ không quá tốn pin bằng game màn hình ngang. Đấy, và thứ hai là cầm màn hình dọc thì chơi cầm một tay nó thoải mái hơn rất là nhiều luôn. Game về mặt tính năng nha, các cái game màn hình dọc nó không thua kém gì những con game nhập vai màn hình ngang đâu. Đấy, và nó được tối ưu rất tốt rồi, tối ưu về mặt giao diện. Đây, nhiệm vụ hàng ngày này, còn các hoạt động hạn giờ thì nó sẽ mở sau. Đấy, cho anh em xem qua về các hoạt động hàng ngày thế thôi. Về cơ bản các tính năng thì nó cũng như các game khác. Đây, chúng ta có tính năng thần binh này, nâng cấp lên. Ủa sao để tăng thần binh ra? Không có nguyên liệu sao tăng? À phải đi đánh boss thế giới vậy. Rồi chúng ta sẽ đi đánh boss thế giới nha. Cần đặt cấp 70. Ồ, bây giờ mình không đủ cấp rồi. Phải làm sao ta? Không thể vào, cần cấp 70. À, chúng ta sẽ đây. Nó chia theo tầng nữa. Sao bây giờ mình làm sao nhỉ? Bị đứng level rồi này. Nó bảo tăng cấp thần binh. À, có thể đây là lỗi này. Biến hình, cái này là biến hình, có tiếng biến hình này. Bây giờ nó bảo mình phải tăng cấp thần binh, nhưng mà mình lại không có nguyên liệu để thăng cấp. À, săn boss thế giới thì cũng không được. Giờ phải làm sao ta? Đứng rồi. Ồ, có thể đây là một cái lỗi chăng? Đây, quà đăng nhập nhận quà này. À đây, có nguyên liệu thăng cấp thần binh rồi. À, anh em sẽ phải ấn cái nhận quà này nhá. Thăng cấp thần binh một lần này. Rồi, như vậy là các bạn sẽ nhận ở cái phần quà đăng nhập này, các bạn đăng nhập nhá thì nhận nguyên liệu, chứ không là không có nguyên liệu để làm tiếp đâu. Chính ra phải hướng dẫn nó kỹ hơn là tặng người chơi free mấy cái phần quà nâng cấp ấy nhỉ. Đấy, như vừa rồi nếu mình không để ý là mình không nâng cấp tiếp được nhân vật của mình này. Đấy. Cũng là điều mà anh em cần lưu ý khi chơi con game tân kỷ nguyên này. Wow, đẹp chưa? Rất là ấn tượng. Quà đăng nhập. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Đấy, các tính năng nó mở sẽ tiếp tục. 70 chúng ta sẽ mở đá khảm. Rồi chòm sao, các tính năng bây giờ các tính năng mạnh hóa nó mở nhiều lắm. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ tiền thưởng này, nó để nhiệm vụ tiền thưởng này chính là những nhiệm vụ hàng ngày đấy để giúp anh em lên cấp. Tầm này là nhiệm vụ chính bắt đầu ít dần rồi. Chúng ta sẽ phải đi làm những hoạt động hàng ngày, phó bản các thứ. Đấy, xong cấp thần binh này. Ma hóa. Rồi. Ok, thì đây, hàng ngày nó sẽ ở đây nhá các bạn nhá. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhập vai fantasy có tên gọi là Tân Kỷ Nguyên của anh Gamet. Thì bạn nào quan tâm đến tựa game này, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử nhá. Lưu ý là hiện tại đang game đang alpha test trên Android thôi. Bạn nào không máy Android thì dùng giả lập. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AFKW. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?